Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel Riding on Another Rider, những kẻ thay thế sự tồn tại của những Kamen Rider, ghi đè lên họ mang sức mạnh cũng như năng lực của những Rider tương ứng. Đó cũng là kẻ thù chính của Kamen Rider Zio. Đây là phần 4 về series những Another Rider trong series Kamen Rider Zio. Và trước khi bắt đầu vào video, mình xin ít giây để quảng cáo cho Riding on Shop nhé. Hiện tại mình đang bày bán rất nhiều những sản phẩm liên quan tới Tokusatsu, bao gồm cả Kamen Rider lẫn Super Sentai. Các bạn hãy follow cũng như nhập những mã giảm giá để có được mức giá ưu đãi nhất. Giá cả vô cùng cạnh tranh, link mình sẽ để ở phần bình luận cũng như phần mô tả video nhé. Tam Zucker trở thành một Another Rider, tưởng chừng chỉ là một câu chuyện đùa, nhưng Ura đã trở thành Another Kikai với sự tác động của Tam Zucker Swap. Việc hai Tam Zucker còn lại trở thành Another Rider cũng là việc khả thi. Thí nghiệm biến Ura thành Another Kikai của Tam Zucker Swap đã cực kỳ thành công. Hắn ta cũng đã chuẩn bị cho kế hoạch trở thành Another DK, và người cuối cùng trong đám Tam Zucker chưa chuyển hóa chính là Aura, và cô ta lại là người chuyển hóa hành tinh Another bí ẩn xuất hiện cuối cùng, Another Dry. Nhưng thật sự lại không phải là cô. Hắn ta được chuyển hóa từ Paradox Roy Mew, kẻ đã có thể chiến thắng Kamen Rider Rai ở dòng thời gian của hắn, được đưa tới vũ trụ này bởi Tam Zucker Swap và đóng giả trở thành Aura, cũng như trở thành Another Dry. Ở những chương cuối của Kamen Rider Zio, với những sự kiện rối đắm diễn ra liên tục, thì việc một tên Another Rider sử dụng khả năng biến hình của chủng tộc Roy Mew của mình gây xáo trộn cho bộ phim cũng phần nào để lại điểm nhấn khá thú vị trong đoạn cuối. Về sức mạnh của Another Dry cũng như ngoại hình, Another Dry như chiếc xe Tridon của Dry nhưng bị phá hủy hoàn toàn. Nó lòi ra những chi tiết cũng như những mạch điện trên xe chằng chịt trên khắp cơ thể của mình. Phần bánh xe đặc trưng của Dry cũng hoàn toàn biến mất, thay thế vào đó là phần vỏ xe đã bị phá hủy, thể hiện ra những chi tiết máy móc cũng như động cơ xe lòi ra trên khắp cơ thể của hắn. Phần gương mặt biến dị, bất đối xứng cũng như một phần máy móc được nhô ra trên vai, hắn ta hãy phóng ra luồng đạn hình bánh xe để nhắm vào kẻ thù. Với nguồn năng lượng của Shadow cũng như Flare kết hợp lại với nhau để tạo nên bánh xe có sức mạnh và sức công phá cao hơn. Phần cửa tinh trai trái của Another Rai cũng hơi phóng ra nguồn năng lượng để áp đảo kẻ thù ở phạm vi tầm xa. Và với bản thể gốc là Kamen Rider Rai khác biệt hoàn toàn so với những Rider khác là anh ta sở hữur một chiếc xe hơi. Cũng giống với Another Deno, hắn cũng có thể triệu hồi nên vật thể tương tự là Another Tridon, một chiếc xe cũng bị phá hủy tương tự như cơ thể của hắn, giúp hắn ta chiến đấu cũng như di chuyển cực kỳ linh hoạt. Khả năng Global Freeze của Another Rai còn thật sự bá đạo. Hắn dễ dàng đóng băng cả tốc độ kinh hoàng của Gay Revive trong hình dạng Sipu, thứ có thể bắt kịp với Clock Cup mà dễ dàng bị hắn đóng băng. Có lẽ trong thế giới của Kamen Rider thì ai tung chiêu sao là người có lợi thế. Another God cũng được chuyển hóa từ một chàng trai đã khuất. Anh ta vẫn còn sống cho đến khi Tam Zucker Ura xuất hiện. Cô ta đã đề xuất để chuyển hóa anh ta trở thành Another Rider trong một tai nạn thảm khốc. Với lòng dũng cảm của mình, anh ta đã từ chối khế ước này. Tam Zucker Ura đã tiếp tục để điều này diễn ra và trao chiếc Another Rider Watch cho một cái xác không hồn. Another God đã được tạo ra. Tạo hình của Another God khá giống một con ong bắp cây. Nó là tạo hình của God, bộ áo đen bên trong với đôi mắt đặc trưng của God nằm xéo. Nó không đơn thuần chỉ là bộ áo khoác đơn giản như God mà được điểm tô rất nhiều chi tiết kim loại trên khắp cơ thể. Như bao Another Rider khác, hắn cũng có khả năng bắt giữ con người thông qua năng lực của God, biến con người trở thành linh hồn nuôi dưỡng con mắt trước ngực của hắn. Khả năng của God cũng dựa trên phần nào bởi người chủ đã khuất của nó, chuyển hóa bản thân trở thành hình dạng phi thực thể để di chuyển như một hồn ma, tấn công kẻ thù bằng rất nhiều cách khác nhau, để mỗi đòn tấn công xuyên qua mình giống như một bóng ma. Ngoài khả năng đặc trưng của Bayfer, hắn cũng có thể triệu hồi ra những Barker God, những vị danh nhân nổi tiếng nhằm phụ trợ chiến đấu cho hắn. Hắn cũng có thể triệu hồi đến những đội quân Gamma Commander, những tên rệp trong series của God. Ngoài ra, phối hợp với DK, hắn còn tung ra được cú Rider Kick Omega Try của Kamen Rider God, một trong những cú đá hiếm hoi mà Another Rider có thể tung ra trước khi bị kết liễu. Another Essay là câu chuyện về người cha Ida chứng kiến con trai mình đã bị đưa vào viện vào năm 2016. Tam Zucker Aura đã xuất hiện, đưa ra lời đề nghị biến ông ta trở thành Another Essay để cứu con trai của mình. Bắt tất cả mọi người vào thế giới game bằng sức mạnh đặc trưng của Essay. Hắn ta thật sự lộ diện khi đã bị Gay cũng như Zio phát hiện ra thế giới trò chơi của mình. Bước vào game Aria cũng là lúc Another Essay xuất hiện. Hắn ta có tạo hình khá khác biệt so với Essay.
Nếu SA dựa trên những nhân vật trong tựa game hành động Rockman thì tên Another SA này lại có phần giống Variator, một kẻ săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn với mái tóc hồng đặc trưng phía trước cũng như những bó tóc ở phía sau. Cơ thể của SA cũng không còn quá game thủ mà như một bộ giáp cổ đại của một kẻ săn mồi máu lạnh. Khả năng vẫn được giữ nguyên từ SA, hắn ta có thể bắt mọi người vào thế giới game, biến một khu vực trở thành game area, thao túng những vật thể lập phương trong không gian này để tấn công cũng như di chuyển đầy linh hoạt. Hắn ta cũng mang sức mạnh của những Burgaster Virus khi có thể lây nhiễm căn bệnh này cho rất nhiều đối tượng khác nhau thông qua game, tạo ra đội quân lâu la Burgaster để chiến đấu thay hắn. Như bao Another Rider khác, nếu không sử dụng sức mạnh của Rider tương ứng hoặc ZO2, hắn ta sẽ hoàn toàn bất diệt, tái sinh liên tục cho dù bị tấn công cũng như kết liễu bao nhiêu lần đi chăng nữa. Đã nhắc tới SA thì hắn ta cũng kế thừa phần nào sức mạnh của anh khi có khả năng di chuyển linh hoạt. Những đòn đánh sẽ luôn tạo ra biểu tượng hit, nhảy và di chuyển linh hoạt hơn so với những nhân vật bình thường vì hắn ta bản chất là một nhân vật dựa trên một tựa game. Another Rider đầu tiên xuất hiện trong series của Zio là Another Bill, được Time Zucker Ura tuyển chọn từ một chàng trai đang chơi bóng rổ. Anh ta đã làm rơi trái bóng rổ của mình ra một mặt đường. Như bao chuyện Isekai khác, anh ấy đã xém bị xe tông. Với sức mạnh thao túng thời gian, Time Zucker Ura đã ban tặng ân huệ này cứu sống mạng cho chàng trai trẻ. Anh ta đã chấp nhận khế ước và chuyển hóa thành Another Bill. Vẫn giữ nét đặc trưng của những Another Rider, hắn ta gai góc, xù xì và xấu xí, nhưng vẫn phần nào nhận dạng ra Bill. Có lẽ do chỉ là những Another Rider xuất hiện từ đầu phim, nên hình dạng của Another Bill khá dễ liên tưởng tới Kamen Rider Bill. Đôi mắt của Another Bill có thể mở ra để tạo nên sự kinh dị, chiếc miệng quái vật đặc trưng có thể há ra để tấn công kẻ thù. Cả hai khả năng vẫn được giữ nguyên của Another Bill là từ Rabbit và Tank. Với đôi chân Tank, những bộ bánh xích trứ danh của xe tăng, nghiền nát kẻ thù cũng như đôi chân lò xo giúp hắn ta nhảy cao đáng kể. Kết hợp với khả năng đặc trưng của Kamen Rider Bill trong hình dạng Another Rider. Nói về khả năng của Another Bill, nó liên hệ trực tiếp với người chủ sở hữu là một tay bóng rổ. Hắn ta có thể tạo ra quả bóng từ ngọn lửa cam, tấn công kẻ thù bằng quả bóng này cũng như thực hiện rất nhiều động tác điêu luyện từ quả bóng như ném và chụp. Thậm chí là biến to quả bóng này trở thành một Sharingan để ném vào người kẻ thù. Đã có khả năng liên quan tới thể thao thì những Beastmaster của hắn cũng tương tự như vậy. Khả năng hấp thụ tất cả những sinh vật xung quanh, bao gồm những vận động viên thể thao khác, giúp hắn có những Beastmaster tương ứng. Nổi bật nhất có lẽ là màn phối hợp bơi lội cũng như bắn cung để áp đảo cả Crosshead Bill hay là hình dạng của Gay cũng như Zio. Trong trạng thái cực hình của Beastmaster này, hắn hấp thụ hai lọ bottle mà hắn ta tạo ra. Hắn có thể di chuyển ở mọi mặt phẳng, biến nó trở thành một bể nước để giam giữ kẻ thù, cũng như bơi lội rất linh hoạt. Trong phạm vi đường hầm, hắn có thể tạo ra nước ở cả bốn bức tường nhằm tấn công kẻ thù từ những phạm vi khác nhau. Lọ bottle bắn cung cho hắn một chiếc cung được tạo ra từ năng lượng vàng. Tấn công kẻ thù ở tầm xa, cương hóa nó, hắn ta có thể bắn 3 mũi tên cũng như tốc độ ra đạn cực kỳ nhanh. Kết hợp cả hai, hắn có thể di chuyển và tấn công kẻ thù một cách vô cùng linh hoạt, cũng như nhảy lên cao để ra những phát bắn chí mạng của người kẻ thù. Sau quá nhiều kế hoạch thực hiện để tạo ra những Another Rider nhằm thay thế vị trí của Zio trở thành bá vương thật sự, kế hoạch này đã đi tới bước đường cùng khi hai Time Zucker còn lại Aura và Ura nhận ra kế hoạch của Time Zucker Swap, tạo ra một Zio khác để đánh bại chính Zio. Một kế hoạch hoang đường tới không tưởng. Người được Time Zucker Swap trao niềm tin với sức mạnh của Another Zio là Hiru Kakogawa. Anh ta cũng giống như Zio thuở nhỏ, là những đứa trẻ trong chuyến tai nạn định mệnh đó. Cha và mẹ của Hiryu đã không thể qua khỏi, may mắn được Sogo cứu giúp nhưng lại tưởng lầm Sogo là kẻ đã gây ra tất cả. Anh ta với sự tự kỷ của mình đã đổ hết lên đầu của Sogo bé nhỏ, nghĩ anh chính là mối nguy hiểm cũng như nguyên nhân chính dẫn tới bi kịch của bản thân. Sau sự kiện của những Rider tương lai, một sự kiện mới đã xảy ra trong thế giới của Zio. Những tên Another Rider của Neo Heisei liên tục xuất hiện trở lại. Mọi điều kỳ lạ đã được giải quyết sau khi Warp tiêu diệt Another SA. Giống với Another 4Z, hắn lại chuyển hóa thành hình dạng của Fai. Sau khi gặp Sogo, hắn cũng lộ nguyên hình là Hiru Kakogawa, tiết lộ một phần quá khứ của bản thân và thể hiện sự căm thù với Sogo. Hắn ta là một trong số những Another Rider đặc biệt khi không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh tà ác này mà làm chủ sức mạnh của toàn bộ Another Rider. Kẻ sẽ thống trị tất cả những Another Rider như lời Time Zucker Swap nói. Sử dụng Another Rider của Zio và chuyển hóa thành Another Zio, hắn ta được bao phủ cơ thể bằng những mảnh thép trái ngược hoàn toàn với tông màu đen và hồng magenta kèm với tí bạc của Kamen Rider Zio. Hắn ta thuần túy là một bộ giáp sắt, phần mặt kính đồng hồ trên gương mặt và hai chiếc kim đồng hồ biểu tượng như hai tia sét. Another Zio có chiếc driver cực kỳ đặc biệt khi chuyển hóa bằng chính Rider.
cắm vào driver chứ không đúc vào người bản thân. Có lẽ chính vì điều này mà hắn ta mới kiểm soát thuần thục sức mạnh của Another Zio tới như vậy. Phần mặt của driver lại được biểu thị bằng số viết tay chứ không phải là bằng mặt đồng hồ xịn sò như Zico driver. Về năng lực, tất nhiên hắn ta có thể kiểm soát sức mạnh của tất cả những Another Rider khác. Trong bản thể con người, mặc định Hiryu đã có thể rút sức mạnh Another Rider sót lại trong những nạn nhân đã từng biến thành Another Rider, nâng cao sức mạnh của hắn, giúp hắn chuyển thành nhiều hình dạng khác nhau, cũng như có thể triệu hồi lên binh đoàn này để tự động tấn công. Một khả năng thật sự bá đạo và xứng đáng với danh nghĩa vị vua hơn là sức mạnh armor kỳ lạ của Zio. Another Rider dĩ nhiên mạnh hơn Rider chính, và lần Another Zio xuất hiện lại càng khẳng định thêm điều này. Hắn ta mạnh ngang ngửa với Zio 2 chứ không phải là Zio cơ bản hay DK Armor. Phần này cũng có thể lý giải vì lúc đó Zio đã có sức mạnh của Zio 2, nên hắn ta mà mạnh ngang Zio thì quá dễ dàng để Zio 2 đánh bại, nên việc nâng sức mạnh hắn lên một bậc cũng là điều hợp lý. Để bắt chước hoàn toàn khả năng của Zio 2, Another Zio có thể đọc trước được tương lai, đón được kẻ thù giống hệt với Zio 2. Khả năng này giúp ích rất nhiều trong việc chiến đấu khi nhìn thấy chiêu thức mà kẻ thù sắp tung ra. Nhưng việc mà Another Zio và Zio 2 sử dụng lại là ra hai chiêu y chang như gì họ thấy, cũng không hiểu thế này nhìn thấu làm gì. Ngoài năng lực ăn cắp sức mạnh của những Another Rider, hắn cũng có thể rút sức mạnh từ Kamen Rider tương ứng và rút thẳng ra sức mạnh của Rider đó chứ không phải rút vào sức mạnh của Another Rider, giống như trường hợp của Kamen Rider Warp khi Warp trắng bị rút sức mạnh của Kamen Rider ra. Vũ khí thương hiệu của Another Zio là Clock Hand Sword. Đây là hai thanh gươm giờ và phút. Hắn ta cầm hai thanh gươm này trên tay bất đối xứng nhưng lại vô cùng hiệu quả. Hai thanh gươm này cũng hệt như sức mạnh của Jikangirei kết hợp lại với nhau tạo thành một thanh gươm hai đầu, chỉ hai vì một thanh đại kiếm như Zio 2. Những đòn tấn công thương hiệu bằng thanh gươm này khi hắn thực hiện đòn tất sát, xoay vòng thanh gươm để tạo ra nhát chém với hình mặt đồng hồ. Nhát chém này với phạm vi cực rộng cũng như có thể xoay liên tục để tạo ra sức phòng thủ cao. Another Zio liệu có phải là Another cuối cùng xuất hiện trong series của Zio hay không? Các bạn có cảm nhận như thế nào về những Another ở thời đại Neo Heisei, cũng là những Another Rider xuất hiện ở đoạn đầu? Nếu các bạn thấy video hay, hãy like cho kênh Riding On, cũng như nếu có nhu cầu mua những đồ chơi liên quan tới Toku, hãy ghé Riding On Shop nhé. Thanks for watching, bye!